ngày xưa có ba sư đồ ẩn cư tại Thần Long Học Viện. Sau khi hai tỷ đệ trốn sư phụ xuống núi xuyên không đi chơi, trở về liền bị phạt. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời xem phim Thần Long Xuất Sơn. Giờ mình dập lửa còn kịp không sư phụ?